Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Tài để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Chào Tài. Chào Tấn, chào quý vị. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng với mai tàn. Hình thức của em là bao ship toàn quốc nha quý vị. Những cái mai tàn là bao ship 200 km nha quý vị. Với lại vô cái mùa dịch này cây vận chuyển nó hơi chậm tí quý vị thông cảm nha. Chỉ có một số anh nào mua cây đồ, ví dụ có mua thì nhớ chuẩn bị tiền giúp em hộ em tước cái để không khi mà cây chuyển ra rồi cái đầu kia em chuyển về cũng tội cho em. Là nói quý vị nói giờ hết tiền hay gì em? Dạ quý vị ra ngoài vậy là hết tiền thôi cho cây về. Thì thấy tội nghiệp quá ha. Dạ dạ. Rồi. Rồi mình vào cây số 1 luôn nha quý vị. Rồi cây số 1 luôn anh. Rồi. Mai vàng. Nay mình có tứ quý không em? Dạ không anh, mai vàng không. Dạ mai vàng không ha. Dạ, rồi, mã số 1 cao. 50 anh ơi. Rồi. Và luôn nha quý vị. Vành 29 anh ơi. Rồi, chính xác. Xe nhẹ dòng đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, cây giao lưu giá 1,2 triệu anh ơi. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 1. Rồi, mã số 2. Mã số 2 đây quý vị. Rồi, chiều cao không đó. Rồi, mình tính khoảng này, tính ra là 2 mét nha quý vị. Có số tay cành luôn. Cái này bắn từ thằng em tới. Rồi. Gì em? Nó bắn từ thằng. Rồi, có tự cũng đã xịt nè ha. Rồi, để đây quý vị ơi. Rồi quanh luôn Tài. Rồi đo ngang vị trí này thì là 24 quanh. Giao lưu như em. Dạ cây giao lưu giá 1,1 triệu anh ơi. Rồi 1,1 triệu bao ship cho quý vị toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. 1,1 triệu. Mã số tiếp theo đây quý vị là mã số 3. Rồi cao luôn. Báo 2 mét thì có hơn anh Tấn ơi. Rồi 2 mét cao. À, cái này thì sắc phục mà áo lính nhân ơi quý vị. Cái này nghe bắn tượng quá tài nha quý vị. Rồi đây tượng ta rất là mạnh đây ha. Dạ. Đây quý vị, ra quá xá luôn ha. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, quanh em nói luôn Tài. Như đây. 27 quý vị ơi, 28 đến 27. Có cánh nha quý vị. 27 quanh. Giao lưu như em. Dạ cây giao lưu giá 1,3 triệu anh ơi. Rồi 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Mã số 4 nha quý vị. Rồi mã số 4. Rồi mình chỉnh cái cây cho nó đứng lên cái ha. Rồi cao. Mét 9 anh ơi. Rồi mét 9 cao nha quý vị. Rồi xây xây luôn. Cái này ở trên có số tay cành đây quý vị. Đó. Ở đoạn giữa này cũng có đây ha. Để em nói quý vị ơi. Rồi quanh luôn Tài. 24 anh ơi. Rồi 24 chính xác. Giao lưu như em. Dạ cái này em giao lưu giá 1,2 triệu luôn anh ơi. Rồi 1,2 triệu bao ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Đó là mã số 5. Phôi mai vàng ha. Lá còn xanh tươi tốt luôn. Rồi cao luôn. 59 anh ơi. Rồi 59. Rồi quanh luôn em. 24 anh ơi. Rồi giao luôn nha em.
Dạ cây vô lưu giá 650 thôi. 650 rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 6 anh ơi. Rồi cao. Cao 74 anh ơi. Rồi 74 cao. Rồi quanh luôn ta. Nhiêu anh? 28 quanh. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cây này em giao lưu với 1 triệu 3 anh ơi. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Rồi mã số mấy ra ta? Số 7 anh ơi. Số 7 cao. Cao này 1m6 anh ơi. Rồi 1m6 cao. Cây này giờ mình dép vô tre luôn quý vị. Ra từ quá sát rồi ha. Này nhựa nó lên cũng nhiều lắm rồi nào quý vị. Giờ mình tách ra mình ghép là hết ý luôn. Đó, để đây quý vị. Rồi, quanh em nói luôn. Quanh này 22 anh ơi. Rồi, 22 quanh. Giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi, 700 ngàn, bao ship tới nhà quý vị luôn. Rồi, chuẩn bị lên cây mới luôn quý vị ơi. Rồi, mã số 8. Số 8 đây quý vị. Rồi, cao nó luôn. Nhiều anh. Rồi, khoảng mấy chín nha. Rồi, mấy chín nha quý vị. Giờ mình chơi tông tầng dù, tầng không gì cũng được nha quý vị. Số tay cành ở trên đây quý vị. Đó, tóc thân ở đoạn này ha. Chúng đây cũng khá cao. Thì tông tầng dù ha. Đây. Đấy thì cũng tựa tựa những cái con gì đây nè. Đó, có mình có đuôi nè. Rồi, hoành luôn em. Hai mươi sáu anh ơi. Rồi, 26 riêng luôn. Rồi, C. Bên kia. Đó, cái mình đó đó. Rồi, giữ luôn như em. Tiểu hai anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là số 9 quý vị ơi. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Này 2 mét mấy đây. Này khoảng 7 tấc ha. Khoảng tầm 2 mét 2 nha quý vị. Này tại em để tông cao cao cho quý vị về sợ. Rồi quý vị nào thích tông cao thì mình để về mình chơi luôn. Còn nếu mà thích tông thấp thấp thì mình cắt xuống bớt ha. Thì cây này cũng thì cũng mang sắc phục màu áo lính nha quý vị. Đó. Thân hơi lắc nhẹ ha. Rồi để nó nè, bốn mặt có đủ. Rồi hoành luôn. 28 anh ơi. Rồi 28 hoành. Giao lưu nhiêu em? Dạ cái này em giao lưu với 1 triệu 3 anh ơi. Rồi 1 triệu 3, bao ship tới nhà quý vị luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Mã số 10. Tông cao, khá cao quý vị. Lúc lúc trên luôn. À, tay này ta cành khá ha. Bao 3 mét tính. Rồi 3 mét. Cây này thoát thân khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi từ thoát thân trở lên thì tay cành đó, quá xá trên luôn ha. Thoát thân khoảng 1m6. Đó, để nó nhiều đó đó quý vị. Rồi quanh luôn em. 33 anh ơi. Rồi xét luôn. Giao lưu nhiêu tay? Dạ cây này em giao lưu với 1,6 triệu anh ơi. Rồi 1,6 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số vừa rồi là mã số 10 nha quý vị. Cây tông cao ha. Rồi mã số tiếp theo đây.
Rồi mã số 11. Dáng siêu siêu bye bye vậy. Rồi cho chiều dài em nó luôn. 134 anh ơi. Rồi 134. Cây này khỏe nha quý vị, bắn quá tài không quý vị? Bắn quá thì bắn luôn em, bắn tượt đó phải không? Rồi, đến lại coi tượt đây quý vị. Tượt bắn ha, xanh nó tên này ha. Tên cũng có. Tên này ha. Tay cầm ra nó tên nha quý vị. Là rất là mạnh khỏe ha. Rồi vô cái quành em nói luôn nha quý vị. 23 anh ơi. Rồi 23 quành. Rồi, sẽ nhẹ dòng đế luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, cây giao lưu giá 750 anh ơi. Rồi, 750. Rồi, xuống cây, mã số 11 nha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo là 12. Rồi, mã số 12. Cao luôn. Cao tới 90 anh ơi. 90. Rồi, sen vòng luôn. Đây quá. Thì được ra rất là mạnh. Đây quý vị. Đặt hết trơn ha. Rồi, quanh em nói luôn tại. Nhiêu anh? 23 đi ha, 24 mà yếu xíu tính 23. Rồi, mình giao luôn nhiêu đây em? 900 anh ơi. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 13. À, 13 quý vị. Đó. Dán lắc lắc ha. Để nhìn thấy cũng duyên duyên nè. Rồi, cao luôn. 66 anh ơi. 66 cao. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, hoành luôn em. 24 anh ơi, 23. 24 yếu một xíu ha, 23. Rồi, 23 hoành. Giao luôn như em. 550 anh ơi. 550, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 14 quý vị ơi. Cũng là một cây mai vàng có tông cao ha. Tay cành thì cũng quá xá luôn. Rồi, em ướm cái thước vô cái mình ước lượng lên cho quý vị xem. Cái chiều cao nó khoảng nhiêu đây ha. Ở cây này chắc tầm tầm 2m8, 2m9 gì đó quý vị. Đó. Rồi, xoay ngang vòng luôn em. Tay cành quý vị xem ha. Đó. Ở trên đỉnh rồi quý vị. Có ha. Rồi, kéo rà rà xuống đây. Có luôn, ở giữa cũng có luôn. Rồi, để em nói đây quý vị. Cộng cũng to không nè quý vị. Bốn mặt có đủ ha. Rồi, quanh luôn em. 30 anh ơi. Rồi, 30. Giá luôn như em. 2 triệu 2 anh ơi. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 15 quý vị. Rồi, cái này chắc cũng khoảng 1m7, 1m8 gì đó quý vị ơi. Rồi, xây xây. Có số tay cành nha quý vị. Cây này khỏe rồi nha quý vị. Khỏi lo, khỏi sợ gì nha quý vị. Cái tự cả dưới của nó đây, em nói đây quý vị. Bung ra quá trời quý vị. Mạnh khỏe ha. Xanh hết trơn rồi ha. Rồi, để em nói đây quý vị. Rồi, hoành luôn. 27 hoành. Giao lưu nhiêu tay? Dạ, cây này em giao lưu với giá là 1 triệu mốt anh ơi. Rồi, 1 triệu mốt, bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây.
À, mã số tiếp theo là 10 mấy em? 16. Rồi cái này cao khoảng tầm 4 mét nha quý vị. Đó, 4 mét. Có tay cạnh luôn. À. Quý vị mà thích tông cao ha, một cốt. Cái này có tay cành sẵn nè quý vị. Giờ mình chỉ cần về đợi nó ra tự cái nữa mình vô kẻ mình bẻ ra thành nguyên cây đàn thông cao 4 mét ha. Rồi xoay xoay em. Quý vị xem tay cành em nó phân bố ha quý vị. À, bố cũng khá ha. 4 mét cao. À, xuống tới tay cô Tài ha, là thoát thân ở vị trí đó nha quý vị. Ở vị trí đó thì mình thoát thân khoảng nhiêu em? Có thân tới cô gãy 69 anh ạ. Rồi 69. Còn nếu tính cành này nó... Tính cành này không tính em. Cành này không tính nha quý vị. À, để đây quý vị. Rồi. Mặt bên đây mặt tiền nằm đây nè quý vị. À, bên đây cũng có mà nó có cọng rễ cắm ha. Rồi. Quanh luôn. 39 anh ơi. Rồi, 39 của anh. Xuống miếng đó nè quý vị, xuống cổ rễ nè quý vị. Rồi xuống tới cái cổ. Rồi, vuốt coi. 47. Rồi, cổ thì 47. Rồi, quanh 39 nha quý vị. Giao lưu nhiêu đem? Dạ cây này em giao lưu giá 4 triệu 2 anh ơi. 4 triệu 2. Ship sao? Nè á. Em ship toàn quốc anh ơi. Toàn quốc luôn. Dạ. Đó, 4 mét luôn. Có tay cành sẵn luôn ha. Rồi mình xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 17 quý vị ơi. Rồi cây này cao tầm khoảng 3 mét nha quý vị. Rồi 3 mét chiều cao. Có tay cành luôn. Đó, tay cành này quý vị xem ha. Đó, từ đỉnh nè. Ra ra từ từ xuống cho quý vị xem ha. Đó, giữa nè. Đó. Ở đây cũng có tay cành ha quý vị, xuống tới đây ha. Rồi, tài để đây. Để... Rồi tài để đó nha. Mình bắn lên cho quý vị xem lại tay cành em nó nè quý vị. Đó. Có đủ ha quý vị. Này tóc thân khoảng em nó khoảng nhiêu đây em? Có thân tới cổ rễ là 60 anh. 60. Rồi xuống đế luôn. Em nói đây quý vị. Rồi xem. Để cũng bốn mặt có đủ quý vị. Đủ ha, bốn mặt đầy đủ. Không thiếu. Rồi hoành luôn. 30 anh ơi. 30 hoành. Giao luôn như em. Tiểu tư anh ơi. Rồi tiểu tư. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị ơi. Số 18 ha. Rồi cao luôn. 132 anh ơi. Rồi 132. Cái này dùng mai dảo không? Rồi để em nói đi quý vị. Rồi quanh luôn ta. 24 anh ơi. Rồi 24 quanh. Giao luôn như em. 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn. Bao ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 19 quý vị ơi. Một phôi bự ha. Rồi hai anh em khiêng lên luôn. Rồi, cái bằng quay ra lại gần cho nó nhẹ ăn xíu. Rồi, mã số 19. Phôi này cũng khá to ha. Rồi, chiều cao nó. Rồi, 1m8, 1m9 nhiều nha quý vị, tầm đó nha. Từ 1m9 trở lại. Tay cành lực lực nè. Đó quý vị. Rồi, dựng tay. Vì thấy... tờ cơm nó ra quý vị. À, rất là mạnh ha. Đây là thất thân cũng khoảng nhiêu đây em? Khá cao ha. Đây cụ rễ là nhiêu em? Cụ rễ đây là 88 anh. 88. À, rồi xoay xoay luôn. Này cây này cũng bự bự nên quay kỹ kỹ xíu nha quý vị.
nay vận chuyển về nay kéo rồi. Rồi đây đã có vết sẹo ha, nay cũng kéo lại số rồi. Rồi dưới đây nữa anh ơi, như cái cành hồi đó em chủ nhà thôi, cưa bỏ cắt bỏ cái nhánh ha, em đục vô xăm nè. Rồi xử lý rồi nha quý vị. Rồi. Để rồi sang vòng em, để nôm đó quý vị, để nôm cộng to ha. Rồi hoành luôn em. Rồi đó trên đó, đó trên 42 này anh ơi, 42 hoành đó cũ, còn đo cái ngay chỗ vị trí cái cũ đặt ha, 52 anh ơi. Rồi 52 nở ra một tấc ha. Rồi cây này giao lưu như em. Dạ cây này em giao lưu với giá là 5 triệu anh ơi. Hết cây chưa em? Dạ còn mấy cái tàn anh ơi. Rồi còn mấy cái tàn nha quý vị, còn phôi mình đã hết ha. Rồi mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 20 quý vị ơi. Mai tàn ha. Rồi ướm thước vô em. Chiều cao nó thì tầm khoảng 2m7 ha. 2m7. Rồi tán ngang thì mình ước lượng tầm 1m8 để cho chắc đi ha. Chứ cũng khoảng 2m đó quý vị ơi. 2m à. 1m8 gì quý vị đo cho dư ha. Rồi, xây xây, quý vị xem cái tàn em nó ha. Chỗ này mình kéo qua được chứ quý vị. Cần nhỏ mình kéo qua, kéo qua cho nó bít ha. Bông này 5 đến 9 cánh nha anh Tức. Rồi tài báo cái mai này bông từ 5 đến 9 cánh nha quý vị. Rồi thoát thân em nói luôn em. 64 anh ơi. Rồi thoát thân 64. Đó. Tàn quý vị xem kỹ nha. Rồi mình kéo ra rà lại xuống tới cái gốc em nói nha quý vị. Đây, để nó đây quý vị. Rồi, hoành luôn em. 29. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, cây này em giao lưu với giá là 3 triệu anh ơi. 3 triệu, ship sao em? Em bao ship toàn quốc anh. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 21 quý vị. Tiếp tục là một cây mai tàn ha, có cái tông tàn dù luôn. Đó 2,5 nữa rồi. Rồi cao khoảng 2,5 m. Có thân cho tới câu rễ là 1,1 m. Rồi tới câu rễ 1,1 m thoát thân. Đó. Rồi tán ngang nó đây quý vị. Đây. Tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm 1,5 m nha quý vị. Có cái tàn dù xè xè đây ha. Đây. Đó. Bông 5 đến 9 nha. Rồi bông 5 đến 9 cánh nha quý vị. Rồi kéo xuống luôn nha quý vị. Rồi vô cái quà này nó luôn. 29 anh ơi. Rồi 29 đúng luôn. Rồi để nói bên kia sao em. Bên đây hả? Bên đây có hai cọng cắm bự, cọng nhỏ. Rồi đó, rồi thì đủ ha quý vị, quay giáp một vòng rồi ha. Rồi hai vòng luôn. Rồi giao lưu nhiêu đi em? Dạ cái này em giao lưu với giá là 2,7 triệu anh ơi. 2,7 triệu ship toàn quốc ha. Này toàn quốc hết anh ơi. Rồi xuống cây. Là mã số tiếp theo 22 nha quý vị, cũng là một mai vàng tàn ha. Rồi cam nói em ơi. 2m1, 2m2 rồi tầm 2m1, 2m2 tán ngang. Tán ngang này chừng 1m8 anh ơi. Rồi tầm 1m8 rồi xoay vòng luôn em. Đó, quý vị xem cái tàn em đó ha. Này cũng tông tàn dù luôn nha quý vị.
Rồi, từ mặt từ cổ rễ lên tới vị trí thoát thân nó nhiêu em? 54 anh ơi. 54. Rồi, để em nó đây quý vị. Rồi hoàn luôn tại. Em 7 anh ơi. 7 quan. Giao lưu nhiêu em? Dạ cái này em giao lưu giá 2.8 anh ơi. Rồi 2.8. Thì cây này cũng là cây cuối của clip rồi quý vị. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Tài nha quý vị. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình vào quý clip tiếp theo.